hôm nay thì em xin sẽ đi review cho anh chị xem một khu vườn với tổng diện tích là 12.267 m2. Thì trên đất đã có sẵn nhà cấp 4, có vườn cây, có ao cá, cách quốc lộ 1A chỉ đúng 2,5 km thôi. Vị trí thì thuộc xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Anh chị quan tâm thì cùng em đi tìm hiểu khu vườn này nha. Xin chào anh chị đang theo dõi kênh Nhà đất Đồng Nai của em Sinh Lê ha. Hiện tại thì em Sinh Lê đã tiến ra ngoài đầu đường để đi quay cho các anh chị xem ha. Cái khu vườn hôm nay em Sinh sẽ đi review cho anh chị là có tổng diện tích là 12.267 m2 nha anh chị. Vị trí này thì quy hoạch một nửa là đất ở nông thôn và một nửa là đất cây lâu năm. Trên đất thì có sẵn một căn nhà cấp 4, có một cái chuồng trang trại nuôi heo và một ao cá cộng với một vườn cây ăn trái nha anh chị. Trước khi mà dẫn các anh chị vào đi xem vườn thì em sẽ giới thiệu qua về cái vị trí này cho anh chị quan sát nha. Thứ nhất là đất của mình á, bám mặt tiền đường, chiều ngang là được 90m nha anh chị. Đây. Và đường trước mặt là đường bê tông ha. Đường này là hiện hữu trên sổ luôn, đường 5m nha anh chị. Đó, bắt đầu từ cái đường bê tông là cái tiếp giáp với lại cái đường đa mi ở trên kia ha. Chạy ngang xuống dưới mãi, dưới cái khúc cuối cùng kia luôn là ngang là 90m nha anh chị. Đó, dài sâu vào á là 135m. Cái hậu ở phía sau là gần 100m nha anh chị. Đất thì tương đối rất là vuông vức ha. Và trên cái vị trí đất của mình á thì nằm ngay trên trục đường thông nha anh chị. Cái hướng này á là mình chạy ra ngoài đường quốc lộ 1A, chạy ra đường sông Thao đi Ngô Quyền. Thì mình đi chạy ra hướng này tầm khoảng là 200m thôi. Mình rẽ phải á, là mình chạy ra quốc lộ 1A ha. Còn mình rẽ trái á, là mình đi sông Thao Ngô Quyền. Và trên cái trục đường sông Thao Ngô Quyền đó thì mình cũng có thể rẽ sang đi lên sông Chầu, đi lên Trảng Bom nha anh chị. Đó. Cái đường phía bên này, cái đường bên này là đường mình chạy ra hướng quốc lộ 1A luôn nha anh chị. Tại vì cái trục đường của mình là đường thông ha. Đây, ở đây là cái hướng mà mình đi ra quốc lộ 1A nha anh chị. Đó. Toàn bộ là đường thông hết nha anh chị. Đó. Và cái vị trí đất của mình thì xung quanh đã được bao rào ha. Anh chủ anh có xếp đá ở dưới, sau đó là trồng cái lưới B40 lên trên, trồng cái trụ sắt lên trên ha. Cổng thì mình cũng có làm cổng rào như thế này thôi ha. Cái cổng rào này thì nói chung ở đây thì người ta cũng làm tạm tạm chứ cũng không có kiên cố lắm ha. Thì nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Và trên cái đường vào á thì anh chủ người ta có đổ bê tông. Thì cái đường bê tông này thì tầm khoảng là 3-4m chiều ngang ha. 3-4m chiều ngang để lấy cái đường đi lại đi vào cho sạch sẽ. Trên vườn của mình á thì có rất là nhiều cây ăn trái và trồng phun cây ăn trái luôn nha anh chị. Cây ăn trái ở đây á chủ yếu là bưởi và chôm chôm anh chị ha. Đây, bưởi và chôm chôm ha. Hiện tại thì anh chủ đang cho thuê lại nha anh chị. Bưởi to quá trời và chín quá trời luôn nhưng mà chủ nhà không có ai hái hết. Ở đây thì chủ nhà người ta chỉ tới người ta ở ban ngày thôi. Em xin lỗi, người ta chỉ ở ban đêm thôi. Còn ban ngày thì người ta đi làm cả ngày ha. Không có ở nhà chăm sóc. Và cây trái ở đây là tự ra hoa kết trái hết chứ cũng không có được chăm sóc nhiều ha. Đó. Nó cũng không có được tươi tốt lắm. Và cái mùa này là mùa hết mùa trái cây rồi. Cho nên là trên vườn chỉ còn bưởi không thôi ha. Ở đây thì chủ yếu là anh chủ anh lắp cái hệ thống bếp tưới tự động như thế này nha. Đây, bếp tưới tự động như thế này thôi. Rồi tới giờ thì bật nó lên. Chứ không có tới đây để chăm sóc hàng ngày thường xuyên. Và trên cái đất của mình thì tương đối rất là bằng phẳng nha. Anh chị có thể thấy này, đất rất là bằng phẳng. Ở đây thì có thỉnh thoảng có một cục đá. Chất đất ở đây cũng tương đối rất là tốt. Chủ yếu là đất thịt chứ đất đá thì cũng ít nha chị. Thỉnh thoảng có một cục thôi nhưng mà ít ha. Đất này thì đặc biệt trồng chôm chôm và trồng bưởi rất là hợp. Đó. Thì bây giờ em sẽ dẫn các anh chị mình vào trong để mình tham quan cái khu vườn này nha. Đây. Cái khu vườn này thì chôm chôm á, người ta trồng thì tầm khoảng 10 năm rồi nha anh chị. Cái chôm chôm này chắc tầm phải cỡ 10 năm rồi ha. Đây, điện lưới quốc gia và internet đầy đủ ha. Nói chung thì nó đang còn thô sơ chứ cũng không có được đầu tư quá kỹ lưỡng. Trước đây là anh chủ anh có ở đây là anh sẽ nuôi heo. Nhưng mà hiện tại thì không còn nuôi heo nữa ha. Đó. Ở trong đây thì có một căn nhà cấp 4.
Ui, ở đây em thấy có một cái buồng dừa rất là xa trái nè. Không biết các anh chị nhìn qua màn hình nhỏ các anh chị có thấy không chứ? Ở ngoài đời em thấy nó xa trái quá trời luôn. À, có một cây mận cũng cực kỳ to luôn. Đây, căn nhà cấp 4 của mình thì nhìn nó đơn giản thôi ha. Đã, bây giờ thì em sẽ tiến sâu vào cho các anh chị quan sát ha. Nhà này thì xây dựng chiều ngang thì tầm khoảng 8 mét nha anh chị. Chiều ngang khoảng tầm là 8 mét. Và chiều dài thì tầm rơi vào tầm khoảng là 14 mét ha. Đây, em sẽ dẫn các anh chị mình vào tham quan ha. À, đây là phòng khách nha anh chị. À, nói chung là chị có cho thuê lại hai chú cháu ở đây á, là đàn ông cho nên là ở cũng rất là đơn giản ha. Ở đây thì em thấy là ngoài này là có hai phòng ngủ này. Đó, phòng ngủ cũng tương đối rất là rộng ha. Còn ở đây là phòng nấu ăn này, phòng vệ sinh này. Nói chung phòng nào phòng nấy em thấy rất là rộng. À, có thêm một cái phòng ngủ ở đây nữa nha anh chị. Vậy là căn nhà của mình có 3 phòng ngủ. Cái phòng ngủ này là phòng ngủ bự luôn á. Phòng này phải 20m luôn á. Và có cửa sổ luôn ha. À, nói chung thì cái vị trí này là em thấy là không có sự chăm sóc lắm. Cho nên là nhìn nó không có được gọn gàng cho lắm. Kể cả vườn cây cho tới nhà luôn. Thì cái này là tùy vào mục đích của mình thôi. Thí dụ như anh chỉ làm chỗ ghé chân nghỉ ngơi thì như vậy. Còn nếu mà gia đình mình tới ở luôn thì nó sẽ khác ha. Ở đây có một cái trang trại nuôi heo luôn nha anh chị. Đây. À, trước đây anh có nuôi heo ha. Có xây dựng trang trại rồi bể thức ăn rất là kiên cố ha. Nếu anh chị nào mà có nhu cầu mục đích nuôi heo thì mình tới đây ha. À, đây là xây dựng theo cái khuôn viên là vườn ao chuồng anh chị. Đây, có nuôi một số cái con chó này để canh vườn ha. À, nhìn mấy chú chó ăn rất là dễ thương. À, kế bên cái trang trại nuôi heo á, thì có một cái ao cá nha. Nếu mà anh chị nào xem video mà mình thích cái ao cá, mình thích có chuồng nuôi heo, mình thích có một cái vườn rộng với tổng diện tích là hơn 1,2 mẫu thì mình tới vị trí này ha. Đây, ở xung quanh cái ao cá thì có trồng một số cây ăn trái như là mận và dừa, sung, có rất là nhiều cây ăn trái bưởi ha. Em sẽ dẫn các chị mình đi ra ở phía sau để mình coi phía sau có gì không nha. Đây là cái đường đi ra phía sau vườn nha anh chị. Thì mình đi ra được hai hướng. Em xin sẽ dẫn các chị mình đi hướng này ha. Vào trong khu vườn thì mình thấy ở đây có rất là nhiều ổi này. Đây, ổi đây anh chị ha. Nói chung là cái vườn này á, chủ yếu là cây ăn trái đã cho thu hoạch hết rồi ha. Em sẽ đi lại một cái góc vườn coi người ta rào ở trong đây như thế nào cho anh chị quan sát luôn ha. Quan sát từ xa thì em thấy là có trồng đá và rào lưới B40 y như ngoài cổng nha anh chị. Đây, đó, quan sát thì như thế này ha. Như cái vườn ở bên này, em quan sát thấy thì cái vườn ở nhà bên á, có vẻ là người ta chăm sóc kỹ hơn. Cho nên là những cái vườn bưởi nó rất là xanh. Còn cái vườn nhà mình thì không có người chăm sóc cho nên là nhìn nó không có được mướt xuống nhà bên ha. Ở đây thì hết mùa chôm chôm, hết mùa thu hoạch rồi. Cho nên anh đang tỉa bớt đi một số cái cành cây để cho nó dưỡng vào cây lớn đó anh chị. Mùa sau cho ra quả cho nó sai hơn ha. Khá là rộng. Từ vị trí cái khu vườn của mình á, đi ra đường quốc lộ 1A là 2,5 km nha anh chị. Mình có thể ra ngay cái chỗ đầu đường á, là công ty gỗ Hưng Nhơn. Hoặc là mình ra đầu đường á, là ngay chỗ ủy ban nhân dân xã Hưng Lộc đều được ha. Mình đi hai hướng luôn. Và từ cái vị trí khu vườn này, mình lên trên cái chỗ chợ Hưng Lộc á, thì nó rơi vào tầm khoảng là 3 km ha. Đi xuống ngã tư Dầu Dây á, thì nó rơi vào tầm khoảng là 5 km nha anh chị. Và đi ra khu công nghiệp Dầu Dây, đi lên cao tốc Dầu Dây thì nó rơi vào tầm khoảng là 6 km cho tới 6,5 km nha. Các anh chị di chuyển đi sân bay Long Thành á, thì nó rơi vào tầm khoảng là 25 km. Và di chuyển lên thành phố Biên Hòa, ngay chỗ công viên 30 tháng 4 á, thì
nó rơi vào tầm khoảng là 25 km nha anh chị, và di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh ngay chỗ công viên Suối Tiên thì nó rơi vào tầm khoảng là 40 km ha. Nói chung là để biết chi tiết và cụ thể chính xác hơn á thì cuối video em sẽ mở cái file quy hoạch và cái file map để các anh chị quan sát được ha. Đây, đây là cái danh ở phía sau khu vườn của mình ha. Cái danh ở phía sau á thì có xây chân tường luôn rồi nha. Đây nha anh chị. Đó, phía sau danh thì xây chân tường thế này ha, rất là kiên cố rồi. Phía ở sau vườn của mình á thì nhà hàng xóm người ta cũng đang xây một cái trang trại nuôi heo ha. Nhưng mà hiện tại cũng không thấy heo nữa. Đó, đây là khu vườn của nhà hàng xóm ha. Còn đây là khu vườn của mình ha. Khu vườn của mình thì rất là nhiều chôm chôm. Nó rơi vào tầm khoảng là 70% là chôm chôm, 20% là bưởi và 10% là những cái cây còn lại ha. Đó, đây là em đã đi tới cuối khu vườn cho các anh chị quan sát rồi ha. Càng đi vào sâu thì càng rộng. Tại vì cái khu vườn của mình ở đằng sau thì nó nở hậu tới gần 100m chiều ngang luôn đấy anh chị. Tương đối khá là rộng. Và cái vị trí này thì anh chủ anh đang bán với mức giá là 670 triệu một sào nha anh chị. Anh chị nào mà muốn bỏ phố về vườn thì mình tới cái vị trí này mình tham khảo ha. Mình cứ tới mình xem, nếu mà ok thì mình cứ gặp chủ mình thương lượng giá trực tiếp thôi. Nếu mà được giá thì mình mua ha. Rồi bây giờ thì em sẽ bay một khúc live cam cho anh chị quan sát được cái vị trí trên cao của cái khu vườn mình nha. Hiện tại thì em đang bắt đầu lên cái độ cao là 50m để các anh chị quan sát được toàn cảnh cái khu vườn, cái khu nhà vườn mà hôm nay em xin đi review cho anh chị mình xem ha. Thì các anh chị quan sát ở trên cao có thể thấy là khu vườn của mình là trồng full ken trái luôn nha anh chị. Trồng kín mít luôn rồi ha. Đó. Nhìn từ xa thì các anh chị có thể thấy là cái mái tôn ở đằng sau đó là cái phần giáp ranh giữa nhà mình với nhà hàng xóm ha. Các anh chị quan sát ở trên cao thì có thể thấy là cái khu vực này cây ăn trái tương đối rất là nhiều ha. Nhìn từ xa thì nhà hàng xóm người ta trồng bưởi này, trồng dừa này, và người ta cũng có một cái ao ở giữa hồ. Cái khu này thì em quan sát thấy nha, nhà nào cũng có ao và hầu như là nhà nào cũng có một cái chuồng để nuôi heo. Hình như trước đây là người ta cũng hay nuôi heo cái khu này lắm. Nhưng mà hiện tại thì giống như là chăn nuôi mà không khoa học á, thì không có lời bao nhiêu. Cho nên là người ta bỏ rồi, người ta không còn chăn nuôi nữa. Và bây giờ thì người ta đang trồng trái cây, đang xuống giống nha anh chị. Ở phía sau cái khu vườn của mình á thì có một cái mương, cái rãnh thoát nước như thế này ha. Đó, các anh chị quan sát trên cao có thể thấy là tại vì trồng trái cây thì người ta phải làm cái hệ thống mương rãnh á, để thoát nước. Nhiều khi trời mưa mà nhiều quá thì phải có chỗ thoát nước ha. Đó, đây là toàn cảnh cái khu vườn nhìn từ phía sau nha anh chị. Em bay lại phía sau cho các anh chị quan sát được cái toàn cảnh cái khu vườn của mình ở đường trước nha. Thì cái mương thoát nước này là trên file hiển thị là một con suối nhỏ và nó không có thuộc vào đất của mình nha anh chị. Cái suối này thì nó thuộc nhà hàng xóm và cái đất của mình thì dính có một chút xíu ở cái đít ở bên hông này thôi ha. Đó, từ cái vị trí cái khu vườn của mình đi ra ngoài đường lớn cũng rất là gần. Bây giờ thì em sẽ bay một khúc live cam ở trên cao để các anh chị quan sát được từ cái vị trí đất của mình đi ra ngoài đường nhựa lớn. Để anh chị ở xa các anh chị có thể thấy được là ở cái khu vườn của mình cũng tương đối rất là gần đường lớn. Vị trí này thì giao thông đi lại là thuận tiện ha. Rồi anh chị cùng quan sát nha. Vừa đi mình cũng có thể quan sát được vị trí hai bên khu vực ha. Thì cái khu này dân cư về đây ở cũng tương đối là đông rồi nha anh chị. Ngay đầu đường vào là mình có một cái quán tạp hóa nhỏ, có một cái quán nước nhỏ là nằm ngay ở cái đầu đường mi này ha. Thì đây là cái đường này là đường mi 5m và đã đổ mi từ ngoài đường nhựa vào tới đất của mình luôn nha anh chị. Đó, mình đang đi ra cái đường nhựa, trước mặt là đường nhựa Tráng Bom đi Ngô Quyền nha anh chị. Đây mình ra cái đường mi này mình rẽ phải ha. Mình rẽ phải tầm khoảng 20m nữa rồi là mình rẽ trái là đi ra cái đường nhựa lớn nha anh chị. Nói anh chị nào mà muốn có một cái nhà vườn, mình về đây mình canh tác, mình nghỉ ngơi thì mình cứ liên hệ trực tiếp với em Sinh nha. Em Sinh sẽ dẫn các anh chị đi tham quan trực tiếp luôn. Tại cái vị trí này thì đất nó cũng tương đối là rộng, cho nên anh chị nào mà về đây mà muốn làm vườn á
thì em nghĩ là phải toàn thời gian mới chăm sóc được cái khu vườn này tốt. Còn nếu không á, thì anh chị nên thuê người á, thuê một người ở lại, xong cái người ta chăm sóc cái khu vườn của mình thì nó sẽ ok hơn ha. Đó, phía trước màn hình á, các anh chị đang theo dõi là cái con đường nhựa Tràng Bom đi Ngô Quyền nha anh chị. Khi mà ra khúc cái đường nhựa lớn này, anh chị rẽ phải là mình hướng xuống dãy Dầu Dây ha. Còn rẽ trái á, là mình sẽ đi về Tràng Bom nha anh chị. Và đường đi vào tới đất toàn bộ là đường 5 mét thế này hết ha. Xe hơi, xe tải chạy vào thoải mái luôn. Đó, phía trước là cái đường rẽ vào lô đất của mình rồi nha anh chị. Và căn nhà của mình thì nằm ngay ở đây nha. Một vị trí rất là thuận tiện về giao thông đi lại. Thì anh chị nào mà mình quan sát cái vị trí này mà mình cảm thấy ok á, thì mình hãy liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại là 0985 747 863 ha. Bây giờ thì em sẽ mở cái file quy hoạch cho các anh chị tham khảo thêm về cái vị trí này nha. Đây là cái vị trí trên file quy hoạch của lô đất mà hôm nay em xin đang đi review cho anh chị mình xem ha. Thì đất bám mặt tiền đường trước được 48m và dài sâu vào là 135m nha anh chị. Ở đây thì mình gồm có 3 sổ ha. Sổ thứ nhất là tờ 46/192 với tổng diện tích là 5.265m2. Trên sổ này là mục đích sử dụng của nó là đất trồng cây hàng năm nha anh chị. Và quy hoạch thì một nửa là đất trồng cây hàng năm và một nửa là đất ở tại nông thôn ha. Rồi, đây là cái thửa thứ hai ha. Thửa thứ hai thì là tờ 46/251 với tổng diện tích là 1.347m2. Thì cái thửa này là mục đích sử dụng của nó là trên sổ là đất lúa nha anh chị. Thì cái vị trí này quy hoạch đất ở tại nông thôn á, là 1.181m2 và quy hoạch đất cây lâu năm á, là 166m2 nha anh chị. Đó. Còn đây là cái thửa thứ ba nha anh chị ha. Đây, cái thửa này á, có tổng diện tích là 5.655m2 và thuộc tờ 46/191. Quy hoạch đất ở tại nông thôn á, là 2.964m2 và quy hoạch đất trồng cây lâu năm á, là 2.691m2. Thì em cũng xin nói luôn ha, đất của mình á, thì nằm ngay trên trục đường giao thông của nhà nước và trục đường thông. Nhưng mà cái vị trí mà cái phần quy hoạch đất ở tại nông thôn á, thì cái phần này là quy hoạch khu dân cư, khu dự án nha anh chị. Sau này người ta đền bù thì có cái chế độ đền bù thì hai bên thử thỏa thuận theo cái quy định hiện hành của nhà nước thôi ha. Đó là cái thông tin quy hoạch mà em gửi tới anh chị. Và cái đất của mình thì nó nằm cũng rất là gần. Cái đường này là đường Tràng Bom đi Xuân Lộc anh chị ha. Đây là toàn bộ những cái thông tin quy hoạch của lô đất mà em gửi tới anh chị mình nha. Đây là cái vị trí lô đất của mình nha anh chị. Thì trên đất thì có sẵn một cái ao cá, một căn nhà và một vườn cây ăn trái ha. Nhìn cũng tương đối rất là vuông vức. Thì từ cái vị trí đất của mình đi ra những cái tiện ích sống xung quanh khu vực. Ở đây thì chúng ta đi ra quốc lộ 1A rất là gần ha. Đây em sẽ đo cái khoảng cách đi ra quốc lộ 1A cho anh chị quan sát nha. Từ vị trí đất của mình đi ra quốc lộ 1A thì nó rơi vào tầm là 2,5 km nha anh chị. Ngay đầu đường quốc lộ 1A thì ở đây là có công ty gỗ Hưng Nhơn này. Kế bên là cụm công nghiệp Hưng Lộc nha anh chị. Và chúng ta đi ra quốc lộ 1A thì chúng ta đi ra đường hai đường luôn ha. Đi ra ngay quốc lộ 1A thì ngay đường này cũng được. Ở đây á, thì có trường học các cấp từ mầm non cho tới hệ trung học cơ sở nha anh chị. Và cái vị trí này thì là Ủy ban Nhân dân xã Hưng Lộc nằm ngay ở đây luôn ha. Chợ Hưng Nghĩa thì đối diện ở cái ủy ban luôn. Nói chung là tiện ích sống xung quanh khu vực là rất là đầy đủ nha anh chị. Rồi bây giờ em sẽ đo xuống dưới ngã tư Dầu Dây cho anh chị quan sát nha. Đây, từ vị trí đất của mình xuống dưới ngã tư Dầu Dây á, thì nó rơi vào là 5,2 km nha anh chị. Cái khoảng cách di chuyển thì tầm khoảng 10-15 phút đồng hồ thôi ha. Ngay ngã tư Dầu Dây thì tiện ích sống xung quanh đầy đủ nha anh chị. Ở đây thì có bưu điện Dầu Dây này, chợ Dầu Dây này, chợ đầu mối nông sản Dầu Dây này, trường trung học phổ thông và ở gần đây luôn thì có trường Đại học Miền Đông ha. Đây, trường Đại học Miền Đông. Và ngay ở đây luôn, đây là cái nút giao thông Dầu Dây đi thành phố Hồ Chí Minh và Dầu Dây đi Phan Thiết nha anh chị. Rất là gần nha. Còn bây giờ thì em sẽ đo cái khoảng cách ra khu công nghiệp cho anh chị quan sát nha. Đây, từ vị trí đất của mình ra khu công nghiệp Dầu Dây á, là đúng 7,4 km nha anh chị. Đó, cái khoảng cách di chuyển thì tầm khoảng 15-20 phút đồng hồ thôi ha. Rất là gần. Bây giờ thì em sẽ đo một cái khoảng cách nữa cho các anh chị
quan sát, đó là em sẽ chọn cái vị trí ngay chỗ Biên Hòa, và em sẽ chọn là ngay chỗ công viên Tam Hiệp ha. Lên trung tâm thành phố Biên Hòa luôn là 32 km nha anh chị. Thì cái thời gian di chuyển thì tầm khoảng là gần 1 tiếng đồng hồ ha. Rồi, một điểm nữa em sẽ đo cho các anh chị từ trên Sài Gòn mình xuống để mình biết được cái vị trí của mình nằm ngay ở khúc nào ha. Thì đây thì em sẽ chọn là công viên Suối Tiên cho các anh chị dễ hình dung ha. Rồi từ nhà mình tới công viên bao nhiêu nữa là mình tính dồn lại là ra ha. Thì từ vị trí đất của mình lên công viên Suối Tiên là 44 km nha anh chị. Cái khoảng cách đi lại thì cũng chỉ tầm khoảng 1 tiếng, hơn 1 tiếng đồng hồ thôi là mình di chuyển tới rồi ha. Đó, cái vị trí lô đất rất là thuận tiện đường đi nha anh chị. Sau khi anh chị tìm hiểu về cái vị trí quy hoạch, cái vị trí trên Google Maps và xem những cái thông tin em sinh đi quay thực tế, thì anh chị nào mà quan tâm đến cái khu nhà vườn này thì hãy alo trực tiếp cho em sinh nha. Theo cái số điện thoại là 0985 747 863. Em sinh xin cảm ơn và xin chào các anh chị nha.